Trước khi mà trình bày cái ca lâm sàng thì em muốn sơ qua một chút về tình hình tổng quan về điều trị và chẩn đoán bệnh đa tụy u tủy xương tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy, để cho giáo sư Matthew nắm được là thực tế chúng em có gì. Lý thuyết thì nó là một, tuy nhiên thực tế, nhất là tại thực tế tại Việt Nam thì mọi thứ nó cũng không phải hoàn toàn là lý thuyết. Do vậy em muốn sơ qua về cái nội dung này một chút. Thì đa u tủy là một cái bệnh lý ác tính huyết học thường gặp tại khoa huyết học, nó chỉ đứng sau bạch cầu cấp và u lympho. Số ca mới trung bình hàng năm chúng em tiếp nhận khoảng 120 ca một năm. Lứa tuổi thường gặp phải trung bình từ 50 đến 60 tuổi. Những cái khó khăn mà chúng em điều trị, chẩn đoán và điều trị ở cái nhóm bệnh nhân đa u tủy, cái khó khăn lớn nhất đó là cái sự tiếp cận với phương pháp điều trị. Đặc biệt là những cái phương pháp điều trị được khuyến cáo và những cái phương pháp điều trị mới như là ghép tế bào gốc hay là những cái thuốc mới như kháng thể đơn dòng hay là những cái thuốc ví dụ như là điều hòa miễn dịch thế hệ sau chẳng hạn, thì bệnh nhân của chúng em rất rất khó tiếp cận do cái chi phí điều trị cao và bảo hiểm y tế thì chưa có thanh toán cho những cái thuốc này. Do vậy cái nhóm bệnh nhân tái phát kháng trị, cái sự tiếp cận những cái phương pháp điều trị mới là rất là hãn hữu. Cái thứ hai khó khăn đó là khả năng cung cấp thuốc. Ví dụ như là trong cái nhóm thuốc, ví dụ như là kháng cortezomib chẳng hạn, thì cái sự cung cấp thuốc ở trong bệnh viện nó cũng không phải lúc nào nó cũng được đầy đủ. Một năm có thể là một cùng một cái nhóm thuốc, nhưng chúng em phải chuyển đổi giữa những cái thuốc biệt dược gốc và thuốc generic. Hoặc là khi sử dụng, bệnh nhân đang được dùng thuốc biệt dược gốc thì dùng được khoảng vài chu kỳ thì hết thuốc, do vậy sẽ phải chuyển đổi sang một cái thuốc khác cùng nhóm. Cái khó khăn thứ ba đó là thiếu thuốc điều trị. Thì như các anh chị đã biết rất là rõ, thị trường Việt Nam thì chúng ta chỉ có một số thuốc trong tất cả các nhóm thuốc điều trị đa u tủy, chứ không phải cứ nói đến nhóm thuốc nào chúng ta cũng có. Đó là một cái khó khăn rất là lớn. Cái khó khăn thứ ba ở tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy đó là kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, vì cái số lượng bệnh nhân rất là đông. Do vậy, bệnh nhân khi mà được điều trị, hóa trị, vân vân, thì bệnh nhân sẽ phải đối mặt với cái chuyện nhiễm trùng bệnh viện. Và đặc biệt, những cái tác dụng phụ như là viêm phổi, nhiễm trùng huyết thì cũng gặp không phải là ít ở những cái nhóm bệnh nhân suy giảm miễn dịch sau hóa trị. Và đó là một cái khó khăn ảnh hưởng đến cái chất lượng và kết quả điều trị. Cái khó khăn thứ tư đó là cái giáo dục kiến thức cho bệnh nhân và thân nhân chưa được đầy đủ thường xuyên. Mặc dù chúng em cũng có những cái buổi sinh hoạt khoa học để nói chuyện với lại bệnh nhân thân nhân về tình trạng bệnh, về cách chăm sóc bệnh nhân như thế nào. Tuy nhiên những cái buổi đó thì mình không thể diễn ra được thường xuyên, nhất là trong 2 năm gần đây trong dịch đại dịch COVID nữa, thì cơ như là cái vấn đề mà giáo dục về kiến thức cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đến hiện tại vẫn chưa được nối lại, được làm lại. Một cái khó khăn nữa đó là về phía bệnh nhân, đó là sự tuân thủ điều trị. Thì như quý vị đã biết, đối với bệnh nhân của mình, nhiều khi điều trị được khoảng vài chu kỳ, thấy được có đáp ứng tốt, bệnh nhân bỏ trị luôn, cũng không báo cáo lại. Và bệnh nhân tự thấy rằng là à, tôi tốt rồi, tôi không điều trị nữa. Và chỉ đến khi mà bệnh nó tiến triển hơn, nặng hơn, bệnh nhân mới quay lại điều trị. Thì đó là một cái thách thức cũng khá là lớn trong cái công tác điều trị đối với bệnh nhân đau tủy cũng như là các bệnh nhân ung thư khác. Về xét nghiệm chẩn đoán và theo dõi điều trị thì hiện tại khoa huyết học làm được những cái gì? Chúng em có thể làm được những cái xét nghiệm cơ bản, ví dụ như là tổng phân tích tế bào máu, tủy đồ, sinh thiết tủy xương. Có thể làm được dấu ấn miễn dịch tủy bằng flow cytometry, có thể làm được MRD của cái dịch tủy xương, sinh thiết u tương bào, nhuộm hóa mô miễn dịch. Về công thức nhiễm sắc thể thì chúng em có thể làm được. Những cái chuyển đoạn bất sắc thường bất thường trong đa u tủy thì chúng em làm được với kỹ thuật FISH với 8 cái bất thường như đã nêu ở trên. Về định lượng các immunoglobulin miễn dịch thì chúng em làm được định lượng IgG, IgM, IgA, IgE. Tuy nhiên IgD thì chúng em vẫn chưa định lượng được. Và chúng em có thể định lượng được điện di miễn dịch cố định huyết thanh, định lượng chuỗi nhẹ tự do free kappa lambda ở trong serum. Có thể làm được protein niệu 24 giờ, protein van Jones, sinh hóa máu thì những cái xét nghiệm thường quy thông thường, ví dụ như chức năng gan thận, điện giải đồ, canxi, beta-2, microglobulin, LDH, đó là những cái xét nghiệm thường quy. Về chẩn đoán hình ảnh, để chẩn đoán những cái bất thường, những cái tổn thương xương thì có thể làm trên những cái xét nghiệm như X-quang xương,
CT toàn thân hoặc MRI toàn thân. Bên cạnh đó thì chúng em có thể làm PET CT trên những trường hợp nếu như bệnh nhân có điều kiện có thể làm PET. Và một cái mà khó khăn, cái này không chỉ có khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy, mà em biết rằng ở các trung tâm điều trị đa u tủy hiện tại chúng ta vẫn chưa làm được. Đó là cái xét nghiệm điện di miễn dịch cố định trong nước tiểu. Do vậy, nó gây ra cái hạn chế đó là đánh giá trong đáp ứng bệnh. Các cơ sở liệu hiện tại đối với đa u tủy, chúng ta chỉ đánh giá đáp ứng tốt nhất đó là đến varicocele, mà chúng ta chưa có đánh giá được bệnh nhân là CA, bởi vì chúng ta chưa làm được điện di miễn dịch nước tiểu. Về thuốc điều trị thì những cái nhóm thuốc điều hòa miễn dịch trên thị trường hiện tại đã có thalidomide, lenalidomide và gần đây đó là pomalidomide. Về thuốc ức chế proteasome thì bortezomib chúng ta đã có từ năm 2010. Và cái nhóm bortezomib này chúng ta có hàng biệt dược gốc và rất rất nhiều hàng generic. Dự kiến đến tháng 12 năm 2020 chúng ta sẽ có isazomib đường uống. Các nhóm anthracycline chúng ta có doxorubicin và doxorubicin liposomal. Các nhóm thuốc ankin thì chúng ta có cyclophosphamide, bendamustine và menphalan. Nhóm steroid chúng ta có dexamethasone và prednisone. Kháng thể đơn dòng daratumumab đã được sử dụng khoảng hơn 2 năm tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy. Và một cái nhóm thuốc nữa đó là ức chế BCL2. Venetoclax thì hiện tại cũng đã có trong thị trường và một số bệnh nhân có thể tiếp cận được. Về phác đồ điều trị tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy, đối với bệnh nhân mới chẩn đoán thì được phân ra làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm phù hợp tế bào gốc thì được điều trị dẫn nhập với các phác đồ thông thường như VCD, VTD hoặc VRD. Sau đó bệnh nhân được duy trì với thalidomide, lenalidomide, bortezomib phối hợp với lại nhóm điều hòa thuốc miễn dịch. Đối với nhóm bệnh nhân không phù hợp ghép tế bào gốc thì những các phác đồ dẫn nhập cũng tương tự như vậy. Cộng thêm chúng ta có thể điều trị như với nhóm phác đồ với VNP hoặc là những cái nhóm như daratumumab phối hợp lenalidomide, dexamethasone ở những cái bệnh nhân mà lớn tuổi không phù hợp ghép tế bào gốc thì chúng em cũng đã mạnh dạn áp dụng điều trị với lại kháng thể đơn dòng kháng CD38 cho những cái bệnh nhân lớn tuổi không còn cơ hội ghép tế bào gốc đưa vào điều trị first line. Và cũng tương tự như vậy, những bệnh nhân này được điều trị duy trì với cái nhóm điều hòa miễn dịch IMiD. Đối với những bệnh nhân tái phát kháng trị, đây là một cái thực sự rất là thách thức bởi vì cái sự tiếp cận điều trị cũng rất là khó khăn vì bệnh nhân đã tái phát qua nhiều line điều trị. Và cái thứ hai nữa là cái thuốc, những cái thuốc dành cho điều trị tái phát kháng trị nó không phải là sẵn ở trên thị trường Việt Nam. Những cái phác đồ chúng em thường áp dụng đó là có thể điều trị lại đối với bortezomib phối hợp IMiD. Các phác đồ có pomalidomide hoặc là bendamustine hoặc là các thuốc kháng thể đơn dòng kháng CD38 như là daratumumab hoặc là những cái phác đồ điều trị ví dụ như DPDT hoặc DTPACE và chúng em có thể ghép tế bào gốc lần hai hoặc là sẽ xét ghép tế bào gốc đồng loại. Thì sau đây em xin trình bày cái ca lâm sàng của khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là một bệnh nhân nam sinh năm 1981, nhập viện lần đầu vào tháng 7 năm 2012, lúc bệnh nhân rất là trẻ, có 31 tuổi. Lý do nhập viện vì đau xương cột sống thắt lưng và xương sườn. Thì lâm sàng của bệnh nhân chỉ nổi bật lên một cái triệu chứng đau xương. Ngoài ra thì bệnh nhân không có thiếu máu, không có suy thận, với thể trạng bệnh nhân tương đối tốt. Về xét nghiệm thì albumin hoàn toàn bình thường, protein máu hoàn toàn bình thường. Điện di miễn dịch cố định thì không thấy có M-protein. Định lượng các IG hoàn toàn bình thường, free kappa lambda trong giới hạn bình thường, LDH bình thường, beta 2 4889, canxi máu tăng nhẹ 2.5 mmol trên lít, bệnh nhân không có suy thận. Tủy đồ được tiến hành thì có kết quả đó là tăng sinh plasmocyte với tỷ lệ là 20% và bệnh nhân đã được làm dấu ấn miễn dịch thì thấy rằng là cái tương bào ác tính là 11%. Trên MRI toàn thân thì bệnh nhân thấy hình ảnh hủy xương cột sống xương chậu. Công thức nhiễm sắc thể thì có phát hiện ra một cái mất đoạn delete 17P13. Và FISH tiến hành, hồi đấy là chúng em làm FISH chỉ có 6 probe thôi, thì thấy phát hiện ra được 15% tế bào có delete 17P13. Bệnh nhân lúc này được chẩn đoán là một cái đa u tủy thể không tiết giai đoạn 2A theo ISS nguy cơ cao. Và bệnh nhân được hóa trị VD 6 chu kỳ.
thì cũng xin nói rõ là cái thời điểm năm 2012, gần như tất cả những bệnh nhân đau u tủy được hóa trị first line với hai thuốc. Lúc đó, tại thời điểm đó, gần như không có bệnh nhân nào chúng em hóa trị với phác đồ ba thuốc như hiện tại. Và đánh giá sau hóa trị dẫn nhập thì bệnh nhân đạt được very good PR, và bệnh nhân được thu thập tế bào gốc vào tháng 5 năm 2013 và ghép tế bào gốc tự thân tháng 6 năm 2013. Sau khi ghép tế bào gốc tự thân thì bệnh nhân được hóa trị củng cố tiếp 2 chu kỳ VD, tổng cộng là 8 chu kỳ VD. Và sau đó bệnh nhân được duy trì với thalidomide với liều 100 mg một ngày trong 2 năm. Đến tháng 9 năm 2015 thì ngưng thalidomide, do lúc đó thì chúng em tìm thì thấy bệnh nhân là lùi bệnh khá là tốt, MIDA. Đến tháng 4 năm 2016, nghĩa là 3 năm sau điều trị duy trì, thì bệnh nhân xuất hiện một cái u ở xương cùng. Với lâm sàng là bệnh nhân đau xương, cũng như lần đầu bệnh nhân không có thiếu máu, không có suy thận. Và bệnh nhân được sinh thiết cái u xương này thì được chẩn đoán là cái u tương bào. Lúc này thì tủy đồ dấu ấn miễn dịch thì không thấy tương bào ác tính. Bệnh nhân được chụp PET-CT thì thấy rằng là cái hình ảnh hủy xương rất là nhiều nơi, từ đầu đến xương, đến tất cả những cái xương đùi, xương cẳng chân bệnh nhân đều có hủy xương. Về điện di miễn dịch định lượng chuỗi nhạy tự do thì hoàn toàn bình thường. Thì lúc này bệnh nhân được chẩn đoán đó là một cái trường hợp đau tủy giai đoạn 2A theo ISF, thể không tiết tái phát lần một. Và bệnh nhân được lên chương trình là ghép tế bào gốc tự thân lần 2 và được điều trị vẫn dẫn nhập với phác đồ VD là 4 chu kỳ. Đánh giá sau khi bệnh nhân ghép tế bào gốc lần 2 thì đạt được very good PR. Sau đó bệnh nhân được củng cố tiếp 4 chu kỳ VD, và cũng như vậy bệnh nhân được duy trì với thalidomide với liều 100 mg ngày từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2019. Em cũng muốn nói thêm là trong cái thời gian này thì cái lenalidomide cũng đã có trên thị trường, nhưng vì bệnh nhân cũng không thể tiếp cận được lenalidomide, do vậy bệnh nhân vẫn được tiếp tục duy trì với thalidomide. Đến tháng 4 năm 2021, nghĩa là mới năm ngoái gần đây, thì 4 năm sau ghép tế bào gốc lần 2 thì bệnh nhân xuất hiện một cái u ở cái vai trái và u phần mềm vùng cổ và nách trái với kích thước rất là lớn. Đo đường kính đầu trên cánh tay trái là 42 cm, trong khi đó ở bên bình thường thì chỉ có 32 cm. Cái khối u này gây cho bệnh nhân đau rất là nhiều. Xét nghiệm sinh thiết cái khối u phần mềm, lúc này chúng em sinh thiết không phải u vai mà chúng em sinh thiết ở cái phần u phần mềm ở cổ. Chẩn đoán đó là một cái hình ảnh u tương bào với các dấu ấn miễn dịch CD38 dương tính 3 cộng, CD138 dương tính, CD20 âm, CD3 âm, Ki-67/40%. Bệnh nhân được làm tủy và dấu ấn miễn dịch thì thấy bình thường, không phát hiện ra tương bào ác tính. Bệnh nhân được chụp PET-CT thì thấy hủy xương nhiều nơi, tổn thương xương cánh tay hai bên và đầu trong xương giòn trái. Cái khối choán chỗ mà cái mô mềm đó rất là lớn, u bên kia tăng chuyển hóa với max SUV từ 3.7 đến 4.1. Điện di miễn dịch cố định không thấy M-protein, định lượng tất cả các IG đều hoàn toàn bình thường. Free cả, định lượng các IG thì có hiện tượng ức chế. Free kappa, phi lambda bình thường. Công thức nhiễm sắc thể thì 46XY và Fitch bình thường. LDH và bình thường, beta 2 microbial là 7.130, tăng rất là cao. Bệnh nhân ở tại thời điểm năm 2021 được chẩn đoán là đau u tủy giai đoạn 2A theo RISS, thể không tiết tái phát lần 2. Và lúc này thì bệnh nhân được điều trị với phác đồ VCD8 chu kỳ. Thời gian hóa trị từ tháng 6 năm 2021 đến thời điểm là tháng 3 năm 2022. Về đánh giá đáp ứng sau 4 chu kỳ VCD, em xin lỗi là 4 chu kỳ, sau 4 chu kỳ, thì cái khối u tương bào phần mềm cổ và nách trái không to, khối u đầu trên xương cánh tay trái giảm kích thước, bệnh nhân cũng không có thiếu máu, không có suy thận. MRI thì tổn thương xương đầu trên cánh tay trái hủy xương nhiều vị trí. Khối u nó giảm, tuy nhiên khi so kích thước thì không giảm được 50%. Về điện di miễn dịch thì không có M-protein, free kappa lambda đều bình thường. Lúc này beta 2 và microglobulin giảm còn 2.410 mg trên lít.
Và sau khi mà đánh giá đáp ứng sau 4 chu kỳ thấy rằng bệnh nhân cũng có đáp ứng tuy nhiên chưa đạt được PA, nhưng lúc này cái khả năng mà để tiếp cận những cái phương pháp điều trị mới bệnh nhân còn phải suy xét. Do vậy thì chúng em điều trị tiếp 4 chu kỳ VCD nữa. Tuy nhiên sau khi kết thúc đủ 8 chu kỳ VCD thì cái khối u tương bào phần mềm và cổ nách trái thì bệnh nhân nhỏ luôn, không thấy lớn nữa. Nhưng cái khối u độc trên xương cánh tay trái tăng kích thước, MRI chụp lại đánh giá thì tổn thương xương 1 phần 3 trên, phá vỡ vỏ xương, gây tổn thương mô xung quanh và bắt thúc mạnh không đồng nhất, với cái hình thái của khối u bên kia khá là to. Về tủy đồ, lúc này được sau 8 chu kỳ VCD thì bệnh nhân làm lại tủy đồ. Lúc này xuất hiện plasmocyte ở trong tủy đồ, ở trong tủy, trong dịch hút tủy là 70%. Dấu ấn miễn dịch flow cytometry với hình ảnh tương bào ác tính với dấu ấn là 51% tế bào. Điện di miễn dịch cố định thì bệnh nhân không có M protein. Định lượng các IG thì ở trong cái tình trạng ức chế, free cặp lambda bình thường. Lúc này bệnh nhân được làm lại FISH thì phát hiện ra có chuyển đoạn 11-14 với 19% và xuất hiện cái tổn thương gain 1q 15%. Beta 2 microglobulin tăng từ hơn 2.000 đến 3.710 mg trên lít. Đánh giá sau 8 chu kỳ VCD thì bệnh nhân đây là một cái trường hợp đa u tủy giai đoạn 2A theo RIS, thể không tiếp, nguy cơ cao tái phát và đánh giá lúc này là kháng trị với phác đồ điều trị là VCD. Và từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 thì bệnh nhân được điều trị với phác đồ là daratumumab phối hợp với lenalidomide và dexamethasone. Thì đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã hóa trị được 3 chu kỳ. Thì cái khối về đánh giá về lâm sàng thì khối u cánh tay nhỏ hơn trước hóa trị. Đường kính đo được lúc này là 34 cm, trước hóa trị là 42 cm. Tuy nhiên thì bệnh nhân mới khám trên lâm sàng có một cái tổn thương mới ở nách trái, kích thước khoảng 3 cm, mật độ chắc. Đến hiện tại thì chúng em muốn theo dõi thêm cái khối ở u phần mềm ở nách này, xem liệu có phải đó là một cái u tương bào hay là một cái hạch cái gì, thì chúng em đề nghị là bệnh nhân xin theo dõi thêm, và đến tuần tới thì chúng em sẽ cho bệnh nhân có khả năng là sẽ sinh thiết lại nếu như cái khối u này tiến triển một kích thước hoặc là nó cứng chắc hơn. Thì trên đây là cái hình ảnh MRI cái đầu trên xương cánh tay trái ở bệnh nhân trước hóa trị DRD và sau hóa trị DRD, thì thấy rằng cái hình ảnh cái khối u thì nhỏ hơn về kích thước. Tuy nhiên thì đến hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn những cái tổn thương xương rất là nhiều, và cái khối u thì hoàn toàn chưa mất hẳn. Em xin tóm tắt lại cái quá trình điều trị của bệnh nhân này, đó là một cái quá trình nó khá là dài. Một bệnh nhân nam hiện tại là 41 tuổi với chẩn đoán đa u tủy xương thể không tiết, nguy cơ cao được 10 năm. Hiện tại bệnh nhân có các vấn đề là bệnh nhân đã hóa trị 3 lai, bao gồm bortezomib, endosan, thalidomide, dexamethasone và ghép tế bào gốc tự thân 2 lần. Bệnh nhân có nguy cơ di truyền cao, có sự biến đổi dòng tế bào ác tính sau khi bệnh tái phát tiến triển. Và bệnh nhân có cái khối u tương bào ngoài tủy. Hiện tại thì bệnh tái phát lần 2 đã đang điều trị DRD với lại 3 chục. Hiện tại đã hoàn tất được 3 chu kỳ. Thì em xin tóm tắt lại, trên đây là cái sơ đồ bệnh nhân điều trị để cho các anh chị dễ quan sát. Đó là năm 2012 thì bệnh nhân với triệu chứng là đau xương, hủy xương, tăng canxi, tương bào tủy 21% và có bất thường delete 17p13. Bệnh nhân đã được hóa trị với 6 chu kỳ VD ghép tế bào gốc tự thân lần 1, sau đó duy trì thalidomide 2 năm. Đến năm 2016, bệnh nhân xuất hiện u tương bào có hiện tượng tủy xương, được hóa trị 8 chu kỳ VD và ghép tế bào gốc tự thân lần 2. Đến năm 2021 thì bệnh nhân lại xuất hiện u tương bào với cái khối u kích thước rất là lớn, hủy xương, gãy xương. Lúc này tương bào tủy là 70% và bệnh nhân xuất hiện những tổn thương di truyền mới, đó là chuyển đoạn 11-14 và gen 1Q. Thì bệnh nhân được điều trị với 8 chu kỳ VCD. Tuy nhiên sau 8 chu kỳ VCD, bệnh tiến triển và kháng trị, và hiện tại bệnh nhân đang được điều trị với chu kỳ thứ 3 với phác đồ DRD và đánh giá đáp ứng thì chúng em chờ đến tuần sau sẽ có kết quả. Thì trên đây là em đã trình bày xong cái ca lâm sàng, một cái thách thức khá là lớn đối với bác sĩ huyết học.
của chúng em. Và sau đây thì em xin đưa ra đến cái phần về thảo luận và xin sự hợp tác của các anh các chị cũng như là sự tư vấn của giáo sư Mateos. Thì ở phần câu hỏi thảo luận thứ nhất, em có câu hỏi thứ nhất, đó là đối với bệnh nhân đa u tủy xương nguy cơ cao sau ghép tế bào gốc lần 1 thì có khuyến cáo ghép tăng đem luôn dù MAD âm hay không? Hay là chỉ khi nào MAD dương thì chúng ta mới khuyến cáo ghép tăng đem và chờ đến khi bệnh tái phát? Yeah, so first of all, thank you very much for this interesting clinical case. And I would say that this patient is a special patient with multiple myeloma. I don't know if in your hospital or during these 10 years in which you've been observing to this patient, you realize about an entity described some years ago called macrofocal multiple myeloma, because it seems that this young patient might have presented a macrofocal multiple myeloma. Why? Because, well, this entity was described many years ago based on the observation of some multiple myeloma, usually in young patients with a low plasma cell bone marrow infiltration, with no end component as it occurred in this patient, and basically with no anemia, no renal impairment, no hypercalcemia, and the only myeloma defining event are multiple lytic lesions, as it has been reported in this patient. In addition, there are some publications about the outcome of these patients with macrofocal multiple myeloma, and the outcome seems to be better than the typical multiple myeloma. And I think that this case does illustrate this outcome, because indeed, although the patient is very young, because now he's only 41, the outcome, the history of myeloma has been 10 years, but it is unexpected at the moment of the diagnosis in 2012, when no many novel agents were available. So this is the reason why I consider that this patient, in spite of the presence of the lesion 17 at the beginning and how the cytogenetic abnormalities were evolving over the time, I'm not completely sure about the definition of high risk for this patient with multiple myeloma. And maybe this patient would qualify for macrofocal. And let me share another important information. The basis of the treatment in this patient has been proteasome inhibitors, basically bortezomib. And there is a recent update of this macrofocal multiple myeloma published by the Greek group together with the group of Israel. And they found that the only independent factor predicting prognostic in patients with macrofocal multiple myeloma was the treatment with proteasome inhibitors. So maybe the treatment has been absolutely correct, and this has helped to this excellent outcome for this patient. This is the reason why I think that you did very well. And in this patient, I would not recommend to do a tandem autologous stem cell transplantation, because I think that the patient reached the minimal residual disease negative after the first one, followed by maintenance with thalidomide and even consolidation with two cycles of bortezomib and dexamethasone. And I think that it is not necessary. Indeed, you had the opportunity to do a second transplant some years later when he relapsed. So I think that in this specific patient, I think that you did well not doing tandem autologous stem cell transplantation. If we extrapolate this question to general high-risk patients with multiple myeloma, I would say that if you utilize as part of the induction bortezomib and dexamethasone, VTD, or bortezomib, cyclophosphamide, and dexamethasone, tandem transplant, I think that does continue being a good option for these patients, because definitely the information we have is that the tandem transplant benefited to patients with a high risk. But before, it is important to evaluate
the response after the first autologous stem cell transplantation. And if the first transplant has been effective because the quality of the response improved, please go to the second transplant. You know that, well, in some more developed countries or more rich countries, anti-CD38 monoclonal antibodies are taking part of the first line of therapy. So if we move to utilize, for example, bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone plus daratumumab as part of the first line of therapy, I'm not completely sure if the tandem transplant would be necessary or not. But in principle, with the standard of care you have in Vietnam for patients with high-risk cytogenetic abnormalities, if you can do tandem transplant, do it. I think that patients can get a benefit, but for this specific patient, I think that I would not have gone to second transplant because I consider that this is a macrofocal multiple myeloma. I don't know if you want me to go to the second question or are you going to ask me for the question? Dạ, chắc Bích Tùng ơi, có câu hỏi tiếp không? Hay là em qua câu hỏi thứ hai luôn? À, chắc mình qua câu hỏi thứ hai luôn đi hả? Dạ. Vậy thì đối với lại những trường hợp như thế này, nếu như mà cái trường hợp mà MRD âm kéo dài thì có ngưng, nên cái ngưng điều trị duy trì hay là chúng ta cứ điều trị duy trì đến khi mà bệnh tiến triển? Nếu như trong trường hợp có thể ngưng điều trị duy trì thì thời gian cần điều trị duy trì trong bao lâu? 2 năm hay 5 năm hay 6, 7 năm? Cái đó thì cũng là một cái câu hỏi lớn của chúng em. Bởi vì thực tế bây giờ đối với cái nhóm bệnh nhân thì chúng em sẽ điều trị duy trì đến khi nào bệnh tiến triển. Tuy nhiên thì trước đây thì chúng em cứ thường cứ điều trị xong 2 năm là chúng em ngưng điều trị duy trì luôn. Vậy thì nếu như trong những trường hợp bệnh nhân điều trị mà điều trị hoài, cái câu hỏi này em cũng dành cho các bệnh nhân khác nữa. Nếu MRD âm tính kéo dài thì chúng ta có nên ngưng duy trì hay không? Yeah, so this is also a good question and an appropriate question right now because indeed, in principle, maintenance therapy means treatment given as continuous therapy in order to delay the progressive disease, in order to prolong the overall survival. But it's true that in spite of the definition of maintenance therapy, it's true that we are having young patients like the patient you presented here, 31 years, and to offer him maintenance therapy until progressive disease forever, maybe is too much. And in addition, well, this patient received maintenance therapy with thalidomide, and I can imagine that the tolerability was good, but in some cases, thalidomide can induce peripheral neuropathy, irreversible peripheral neuropathy. And definitely, in spite of the fact that the maintenance, in principle, if you go to the European guidelines or the International Myeloma Working Group guidelines, they recommend to give maintenance until progressive disease. I think that we are generating a lot of evidence in order to stop treatment when the minimal residual disease is negative. And indeed, this is what you did in this patient. I have to say that we have in Spain a phase 3 clinical trial conducted in newly diagnosed myeloma patients and transplant eligible with maintenance with lenalidomide and dexamethasone plus minus ixazomib after autologous stem cell transplantation. And our idea was to stop maintenance therapy at 2 years, as you did in this patient, for those patients in which the minimal residual disease was negative. And we have just analyzed this data, and this data were presented at ASH 2021 by Dr. Laura Rossignol from Barcelona. And what we've seen is when we stopped the maintenance at 2 years because the minimal residual disease was negative, the outcome for this patient is excellent. So there were some patients who relapsed, and these patients presented a beta 2 microglobulin elevated, basically were patients ISS 3. So I would say that with the exception of these patients,
I think that the trend right now is to stop maintenance therapy if the minimal residual disease is negative for 2 years. It's true that this is based on the observations from our study. You know that there are other trials that are trying to evaluate the same. And if you go to clinicaltrials.gov, you can see a long list of maintenance clinical trials in which in majority of them are doing exactly this, stopping maintenance when the minimal residual disease is negative. So I think that this is appropriate. And concerning the question, how much duration of maintenance treatment should, I would say that maybe it can be driven by the minimal residual disease negativity achievement. And you mentioned in your presentation that you can do flow cytometry for the evaluation of a measurable residual disease. My recommendation would be to monitor it. And if it is negative, maybe at 2 years, it is appropriate to stop maintenance therapy because this will allow the patient to have a treatment interval of, well, treatment-free interval, what is important for the quality of life of the patients. And in addition, this will allow you to retreat this patient later on, maybe with the same drugs. Chắc là Thúy Hà cũng hài lòng ha. Dạ. Khoa mình cũng thỏa mãn được cái câu trả lời này. Và cái này cũng hỏi nhiều lắm rồi, nhưng mà đúng là hôm nay thì cô ấy mà có được một cái dữ liệu mà được báo cáo trong cái hội nghị mới đây thì đúng là mình sẽ có bằng chứng để mình sử dụng trên bệnh nhân cho nó hợp lý nhất để tránh những cái tác dụng phụ khi mà điều trị duy trì kéo dài. Như vậy thì qua 7 câu hỏi thì mới 2 câu hỏi đầu tiên thì thấy đã thỏa mãn được rồi. Câu thứ nhất đó, thì mình cũng học hỏi thêm được cái chuyện là đau tủy đa ổ. Dạ. Đúng không ạ? Ca này hình như là bệnh nhân hoàng đúng không? Ca ghép đầu tiên. Thì có nghĩa là để mình có cái hướng cho anh này. Cái thứ hai đó là vấn đề mà điều trị duy trì. Thì giáo sư cũng đã cho mình một cái chứng cứ rất là rõ ràng để khi mà mình áp dụng cho bệnh nhân của mình hiện nay. Chắc nó có lẽ là mình đi tiếp luôn những câu hỏi tiếp đi để cho nó xong cái phần của Hà nha. Rồi mời Hà. Dạ, em xin phép anh Tùng, xin phép giáo sư Matheus, em xin có câu hỏi thứ ba. Đó là ở trên cái bệnh nhân này, thì khi mà bệnh nhân tái phát lần này có xuất hiện bất thường di chuyển mới. Lần đầu tiên thì chúng em làm bệnh nhân có delete 17T. Đến cái đợt năm 2021 thì bệnh nhân có một cái chuyển đoạn 11, 14 và một cái game 1Q. Vậy thì hai cái lần đầu chúng em đã điều trị bệnh nhân với bortezomib. Tuy nhiên như nếu như mà đối với bệnh nhân mà có thay đổi về bất thường di chuyển mới như thế này thì có khuyến cáo phải đổi thuốc hóa trị hay không, hay vẫn tiếp tục dùng lại bortezomib như chúng em đã điều trị cái bệnh nhân này. Và kết quả là sau 8 chu kỳ dùng với bortezomib phác đồ VCD thì bệnh lại tiến triển hơn. Vậy thì cô có khuyên cáo là đối với lại những cái tổn thương di chuyển mới thì mình cần phải thay đổi một cái phương pháp điều trị mới hơn, chứ đừng lặp lại những cái phương pháp điều trị với lại cái thuốc cũ mặc dù là bệnh nhân tái phát muộn. Yeah, so this is an interesting question because if I remember well, your patient presented a deletion 17P in 15% of the plasma cells at the moment of diagnosis. At the moment of the first relapse or at the moment of the third relapse, the FISH was normal, and later on you detected 11-14 translocation and plus 1Q. So I have to say that I don't know if you checked 11-14 translocation in 2012 at the moment of diagnosis, because 11-14 is basically a primary cytogenetic abnormality that it is usually present at the moment of diagnosis. And it is very rare, I would say almost impossible to acquire 11-14 over the outcome. This is not the case for plus 1K, for plus 1Q, that definitely this cytogenetic abnormality can be acquired at the moment of the relapse. But again, if I were to go back to the diagnosis of macrofocal multiple myeloma, it's true that the most important prognostic factor in this patient is the treatment with proteasome inhibitors. And this is what you did in this patient as part of the first and the second and the third line of therapy. And well, maybe
I think that the treatment was correct. And definitely right now, you know that we are moving toward the triple combination or even the triple combination plus the monoclonal antibody anti-CD30H. But I think that the treatment regimes you utilized were quite effective for this patient. And if this patient would have been diagnosed maybe in my center, maybe the standard of care would be bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone. But honestly, I think that the outcome for this patient would not have been very different because this patient has been very sensitive to the protease inhibitors. À, bây giờ gì này hả ơi, mình còn tới 4 câu hỏi nữa. Dạ. Nhưng mà thời gian thì còn có tầm có khoảng 12 phút thôi. Dạ. 4 câu còn lại thì Hà chọn một câu nào mà tâm đắc nhất để okay. để cho cô có thể giải thích thêm, rồi sau đó nếu mà cuối buổi mà mình còn dư thời gian thì mình trao đổi tiếp. Dạ. Em xin hai câu. À, hai câu gộp một. À, và câu hỏi tiếp theo đó là okay. Dạ. em câu hỏi tiếp theo đó là khi mà bệnh nhân đang điều trị với phác đồ daratumumab, lenalidomide và dexa được 3 chu kỳ rồi, tuy nhiên thì có vẻ như cái đáp ứng của bệnh nhân không được tốt, xuất hiện cái u mới dù chúng em chưa có xác định đây là u gì, nhưng nếu như trường hợp này nó là bệnh tiến triển, nó là một cái u tuôn bào xuất hiện mới thì có nên tiếp tục với hóa trị DRD hay không, và ở cái trường hợp này cô có khuyến cáo sử dụng venetoclax hay không vì bệnh nhân có cái chuyển đoạn 11-14. Yeah, this is I am going to try to reply to the all questions in a more fast way, and I would say that definitely daralendex is not becoming effective in this patient. And according to the definition of macrofocal multiple myeloma, maybe this patient would have benefited more from daratumumab in combination with carfilzomib. But I've seen that carfilzomib is not available in Vietnam. So maybe another possibility would be to combine venetoclax again with bortezomib and dexamethasone. You have to take care about the infections, but according to the Bellini study, the benefit for patients with 11-14 is excellent, and I would go to venetoclax in combination with bortezomib because carfilzomib is not available. I would not go maybe to allogeneic stem cell transplantation for this patient because I would try to utilize first this targeted therapy, venetoclax in combination with bortezomib. And in case of extramedullary myeloma, what is the best treatment recommendation? I think that this patient has been treated 2 times with autologous stem cell transplantation. It has been effective. And according to the availability of drugs you have in Vietnam, you can potentially try conventional chemotherapy like DPACE or something like that in order to try to reduce the extramedullary disease. But honestly, I think that you can go to the PubMed and to search macrofocal multiple myeloma. There are some reports and you will see how your patient can fit perfectly in the diagnosis of macrofocal multiple myeloma. Hồi nãy thấy có một bạn là La Hoài hay Hoài La gì đó, nickname á, thì xin mời bạn đó, hồi nãy bạn đó giơ tay đó, có thể là bạn đặt câu hỏi. À, xin mời bạn La Hoài hay là Hoài La gì. À, nếu mà không có xin Tùng ơi, chắc là bạn nó ấn nhầm anh Tùng. Dạ. À vậy đấy ha. Dạ. À, bây giờ như vậy thì mình cũng còn dư được tới cũng gần 10 phút đó hà, hay là mình hỏi dạ. Luôn tiếp dạ. Hoặc là các bạn khác có đặt câu hỏi gì cho giáo sư Matthias không ạ, ngoài bác sĩ Hà? Dạ, nếu mà còn được 10 phút thì em xin thôi câu cuối cùng đi. Là cái khả năng ghép tế bào gốc đồng loài ở cái bệnh nhân này cô có khuyến cáo hay không? Bởi vì bây giờ bệnh nhân sau khi ghép tế bào gốc tự thân 2 lần thì chúng em đã hết tế bào gốc rồi. Nếu như mà bệnh nhân điều trị hiện tại và bệnh nhân tái phát hoặc là tiến triển tiếp
thì cô có khuyến cáo ghép đồng loài ở bệnh nhân này không ạ? Để chúng em lên kế hoạch cho bệnh nhân. Homologous, do you refer to allogenic stem cell transplantation or? Okay. I think that the role of allogenic stem cell transplantation in myeloma is quite controversial right now. And I always say the same. The allogenic stem cell transplantation is the first evidence of immunotherapy in myeloma. Graft versus myeloma. T lymphocytes from a donor trying to kill plasma cells. And this is what we are doing right now with the CAR T cells or even the bispecific monoclonal antibodies. So my suggestion would be, if this patient would be eligible and would be a candidate for novel immunotherapy strategies, the answer is definitely yes. And you are living close to China or Asian countries where the availability for CAR T cells is quite wide. And I would prefer CAR T versus allogenic stem cell transplantation. But if you don't have any other alternative, and the first or the best immunotherapy strategy you can use for this patient is allogenic stem cell transplantation, and there is a good donor, please go ahead and offer him the allogenic stem cell transplantation, trying always to manipulate the immunosuppression in order to enhance the graft versus myeloma. And the main problem for allogenic stem cell transplantation is definitely the transplant-related mortality, as well as the graft versus host disease, especially the chronic one, because in my opinion, it does impact a lot in the quality of life of the patients. À, như vậy thì xin cảm ơn giáo sư Matthios đã có một cái phần bàn luận và cho ý kiến rất là nhiều về cái bệnh án của bác sĩ Hoàng Thị Thúy Hà. Qua cái bệnh án này cũng như là ý kiến của giáo sư thì chúng ta thấy chúng ta đã biết thêm, cập nhật thêm được một cái khái niệm mới hay là một cái chẩn đoán mới, đó là đa u tủy đa ổ. Qua cái bệnh nhân này thì chúng ta có thể trong tương lai thì chúng ta có thể bắt gặp cũng như là sẽ có cái hướng điều trị nó phù hợp hơn. Và cái ca này thì cũng rất là may là cho tới nay là hơn 10 năm mà hiện nay thì vẫn còn sống tương đối là cũng có chất lượng đó. Chỉ có vấn đề là trong tương lai thì chúng ta làm gì, thì theo như giáo sư Matthios hồi nãy cũng có khuyến cáo là đề cập tới vấn đề duy trì cho bệnh nhân này, thì duy trì thì chúng ta hoàn toàn phải dựa vào cái MRD và đánh giá trên chất lượng cái cuộc sống của người bệnh, từng ca bệnh hay là cá thể hóa, chứ chúng ta cũng không nhất thiết là phải duy trì cho tới khi nào bệnh tiến triển. Mặc dù là hiện nay các hiệp hội hay là khuyến cáo của cái hiệp hội đa u tủy thì nói là mình cứ duy trì cho tới khi nào bệnh tiến triển, nhưng mà liệu tiến triển tới bao giờ? Ví dụ ca này là 31 tuổi, bây giờ là 41 tuổi, nếu mình điều trị thêm 5 năm, 7 năm, 8, 9 năm nữa thì cũng sẽ rất là nguy hiểm với cái tác dụng phụ của thuốc. Và một cái hướng nữa cho chúng ta đó là ghép đồng loài thì cũng nên cân nhắc ở trên bệnh lý đa u tủy. Và một hiện nay là một cái khuynh hướng mới đó là miễn dịch điều trị liệu pháp, đặc biệt là CAR T. Thì CAR T cell hiện nay là chúng ta cũng ở Việt Nam cũng bắt đầu hướng tới, và có lẽ là cũng hy vọng một vài năm nữa thì chúng ta sẽ có cái phương pháp này ứng dụng và điều trị trên bệnh nhân ở Việt Nam của chúng ta.